Thứ tư lễ cho. Tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay giáo hội bắt đầu sống mùa chay để chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa phục sinh. Mùa chay là thời gian giáo hội mời gọi người tín hữu sám hối những lỗi lầm và thiếu sót của mình, can đảm căn tân và cải thiện đời sống. Việc lãnh nhận một chút cho trên đầu để nói lên thân phận mong manh, mỏng giòn của con người là cho bụi và sẽ trở về với bụi cho. Đồng thời, nêu bật sự khiêm tốn và quyết tâm trở về nẻo chính đường ngay. Trong việc căn tân và cải thiện đời sống của mình, người tín hữu được mời gọi thực hành ba việc tốt lành, đó là cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Đối với Thiên Chúa, người tín hữu cần phải cầu nguyện một cách kín đáo, không nhằm khoe khoang, không cốt để người ta khen. Việc cầu nguyện phải phát xuất từ lòng kính mến thật sự và muốn sống thân tình với Thiên Chúa. Hơn nữa, càng kết hợp mật thiết với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện, con người càng gắn bó với Chúa, càng củng cố đức tin và tâm hồn luôn được bình an. Đối với bản thân, người tín hữu được mời gọi ăn chay một cách khiêm tốn, nghĩa là rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm và không làm ra vẻ thiểu não. Việc ăn chay phải phát xuất từ lòng kính mến Thiên Chúa, đồng thời ý thức hơn thân phận yếu hèn và mỏng giòn của mình, để luôn cậy trông và phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa, và nhất là cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa mà hoán cải đời sống mình. Đối với tha nhân, người tín hữu sống bác ái được thể hiện qua việc bố thí một cách âm thầm, nghĩa là không khua chiêng đánh trống, không cho tay trái biết việc tay phải làm. Sống bác ái là cảm thông, liên đới và chia sẻ với những người kém may mắn. Sống bác ái là cơ hội cho con người thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin cho người tín hữu biết đón nhận và sử dụng tốt đẹp tất cả những ân lành Chúa ban để gắn bó và sống thân tình với Chúa, bác ái với anh chị em và hòa hợp với chính bản thân. Xin cho chúng ta biết cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa mà hoán cải và thay đổi đời sống, hầu tâm hồn được bình an và làm chứng cho tình yêu cùng với lòng thương xót của Thiên Chúa, để tất cả mọi người chúng ta đều sống trong ân sủng, trong tình yêu của Thiên Chúa.